Ai làm rơi túi sách ở dưới đất thế này nhỉ? Này, làm cái gì đấy? Tại sao lại cầm một túi của tôi? Tôi chỉ nhặt túi sách của cô lên thôi. Tiền của tôi đâu? Rõ ràng là tôi để trong này cơ mà. Này, tôi chỉ nhặt lên thôi, chứ không có mở ra nhá. Này, có phải là cô lấy không? Tôi nhìn thấy cô cầm một túi của tôi cơ mà. Trả lại đây. Ok, tôi đã bảo tôi nhặt lên thôi, chứ tôi không muốn lấy. Cô vô lý thế nhở? Cô bảo tôi vô lý á? Cô mà không trả ấy, tôi làm lớn chuyện đấy. Tôi đã bảo tôi không có lấy. Tiền của tôi ở trong người cô đúng không? Nếu cô bảo cô không lấy ấy, thì tôi sẽ khám người cô. Này này này, cô vớ vẩn cái gì đấy? Cô muốn khám người tôi như vậy là cô khám luôn được à? Cô chột dạ cho nên không để cho tôi khám cái gì. Giám đốc, tình hình cuộc họp thế nào rồi ạ? Cuộc họp rất thành công. Chúng ta chuẩn bị có đơn hàng mới đấy. Đừng có tưởng cô không để cho tôi khám người ấy là xong nhá. Tôi sẽ gọi bảo vệ. Cô mà không trả tiền ấy thì đừng hòng tao ở đây. Trả tiền ngay như vậy. Tôi đã bảo với cô là tôi không lấy, thì lấy tiền đâu ra mà trả cho cô được. Tao chưa thấy con ăn trộm mà mặt dày như mày đấy. Trả tiền đấy. Trả đấy cô. Ở đây có chuyện gì đây? Mì, chuyện gì đây? Em bắt quả tang cô ta lấy tiền của em. Đã không thừa nhận rồi, có không chịu trả tiền nữa. Sao lại có chuyện vô lý thế được? Tôi không có lấy. Mắt tôi nhìn thấy mà cô bảo cô không lấy à? Tôi đã bảo tôi không có lấy. Tôi thấy túi sách của cô rơi xuống đất thì tôi nhặt lên thôi. Tiền đang ở trong người mày chứ gì? Nếu mà muốn tao tin ý thì cho tao khám người đi. Anh Kim, trong phòng này có camera đúng không? Đúng vậy, thưa giám đốc. Bảo kỹ thuật viên trích xuất cho tôi nhé. Được, có bằng chứng rồi ấy thì hết cãi. Không thể như thế được. Mắt tôi nhìn thấy cô ta lấy tiền của tôi mà. Đấy, trong camera cũng chiếu rõ ràng là tôi nhặt túi sách của cô, chứ không hề mở nó ra. Cô Mì, cô thử nghĩ kỹ lại xem tiền cô có để quên ở đâu không? Tôi để ở đây. Nếu mà mọi người không tin ý, tôi mở ra cho mọi người nhìn. Đây. Vậy đó là gì? Sao lại như thế? Tôi đã tìm rất kỹ rồi mà. Rõ ràng là tiền của cô ở đây rồi. Vậy hóa ra từ nãy đến giờ cô đang vu oan cho người khác đấy à? Không phải. Tôi đã tìm rất kỹ rồi nhưng mà không thấy mà. Cô Mi này, về chuyện này cô phải trực tiếp xin lỗi Lan Anh một cách đàng hoàng. Cô vu khống cho người khác ăn cắp tiền của cô như thế, chuyện này không thể chấp nhận được. Tôi... Thôi, dù sao thì cô cũng không mất tiền, và tôi cũng chẳng muốn làm lớn chuyện này. Tôi phải đi làm việc đã. Khoan đã, cô vào phòng tôi đi, tôi có chuyện muốn nói với cô đấy. Cô đã làm ở đây được rất lâu rồi. Thực ra tôi không biết hoàn cảnh gia đình cô như thế nào. Hôm nay có thời gian rảnh, tôi muốn vào đây nói chuyện với cô một chút thôi. Thế mà tôi cứ tưởng giám đốc định khiển trách tôi chứ. Cô làm gì sai với tôi hay sao mà sợ tôi khiển trách? Với cả người bị khiển trách ở đây phải là cô Mi mới đúng chứ. Tuy là cô Mi có hơi quá đáng thật, nhưng mà trong cái hoàn cảnh như vậy, túi của cô ấy rơi, cô ấy cũng lo lắng cho việc mình mất tiền, cho nên mới cư xử như vậy thôi. Tôi cũng chẳng trách cô ấy đâu ạ. Lan Anh này, nhà cô có bao nhiêu người? Nhà tôi chỉ có một người thôi ạ. Một người? Thế còn bố mẹ cô thì? Tôi là cô Nhi ạ. Từ nhỏ tôi đã được một bà lão mang về nuôi nấng, nhưng mà được một thời gian thì bà ấy cũng qua đời, cho nên tôi sống từ đó đến tận bây giờ. Hóa ra cô không có người thân. Tôi xin lỗi, tại vì tôi tò mò quá. Dạ thôi, không sao đâu ạ. Thật ra là tôi sống như vậy cũng quen rồi. Chắc là bố mẹ của tôi cũng không muốn thấy tôi trên cõi đời này, cho nên mới vứt bỏ tôi sớm như vậy. Bây giờ tôi cũng không hy vọng là có thể tìm được bố mẹ tôi. Thì bây giờ mình cũng đã lớn rồi, đã trưởng thành và có công ăn việc làm như thế này, tự nuôi sống bản thân của mình. Tôi cảm thấy cuộc sống bây giờ của mình khá tốt, cho nên không cảm thấy buồn về việc đi tìm lại người thân nữa. Bà có biết quê mình ở đâu không? Năm mấy tuổi cô được nhận nuôi? Tôi nghe mẹ nuôi tôi kể lại là hình như là khoảng 3 tuổi thì phải. Lúc đó tôi và mẹ tôi có sống ở dưới Bắc Giang, nhưng mà được một thời gian bà ấy mất. Chính vì đó mà tôi mới một mình lên Hà Nội. Ở dưới Bắc Giang á?
Giám đốc còn hỏi gì nữa không ạ? À, không còn gì đâu. Dạ vâng, nếu mà không còn gì nữa thì tôi xin phép ra ngoài làm việc. Công việc của tôi vẫn còn đang dở dang. Cô cứ ra ngoài làm việc đi. Có vấn đề gì thì liên lạc với tôi nhé. Dạ vâng, tôi xin phép ạ. Bắc Giang à? Tại sao lại trùng hợp như thế được nhỉ? Giám đốc. Cậu Kim, cậu đến đúng lúc lắm. Tôi có việc cần nhờ cậu đây. Giám đốc muốn nhờ tôi việc gì ạ? Cậu điều tra tôi lý lịch của Lan Anh. Vâng, thưa giám đốc. Anh nói cái gì? Giám đốc định điều tra con Lan Anh á? Đúng vậy. Nhưng anh nghi ngờ là rất có thể cô ta có liên quan đến thân thế của con gái chủ tịch đã bị mất tích. Nhưng mà con Lan Anh đấy là lao công thì liên quan gì mà điều tra? Vậy thì em không biết rồi. Anh Tùng Anh là người thừa kế duy nhất nhưng lại không hề có quan hệ huyết thống gì với chủ tịch cả. Anh ta chỉ là con nuôi thôi. Cái gì? Có chuyện như thế á? Anh là trợ lý của anh Tùng Anh, dĩ nhiên là thật rồi. Nhưng mà sao chủ tịch không để lại công ty cho con ruột mà lại để cho con nuôi? Dĩ nhiên là có lý do rồi. Ngày xưa chủ tịch có một đứa con gái nhưng đã bị mất tích lúc còn rất nhỏ. Ông ta đã ra sức tìm kiếm nhưng không hề có kết quả. Chính vì vậy phải giao lại công ty cho con nuôi là anh Tùng Anh. Nhưng mà liên quan gì đến con Lan Anh? Anh Tùng Anh muốn anh điều tra xem cô ấy có phải là con gái của chủ tịch đã bị mất tích không. Cái gì? Cái con lao công đấy là con gái của chủ tịch á? Anh cũng nghĩ giống em. Nhưng anh Tùng Anh là cấp trên của anh, anh bắt buộc phải điều tra thôi. Ừ, cũng đúng. Anh ấy làm như thế có khi là để lấy lòng chủ tịch đấy. Bởi vì anh ấy là con nuôi, bây giờ mà quan tâm đến cả con gái như thế thì chủ tịch cũng mát lòng mà, đúng không? Anh cũng nghĩ thế. Nhưng chuyện này em nên chỉ để trong lòng thôi, đừng nói cho anh Tùng Anh biết đấy. Em biết rồi, em đâu có ngu. Anh Tùng Anh. Cô ta làm gì à? Dạ vâng ạ. Mà cô đi bằng phương tiện gì? Cô đi xe máy à? À không, tôi đi xe buýt thôi. Bây giờ tôi cũng phải ra cái điểm đón để chuẩn bị đón xe về. Từ đây ra điểm đón hơi xa đấy. Cô định đi bộ à? Bình thường tôi đi quen rồi, cho nên cảm giác như là mình đi tập thể dục thôi mà. Cô lên xe tôi đi, tôi chở cô đi. À, dạ thôi không cần đâu ạ. Tôi vẫn đi được mà, không tôi cần đâu. Tôi nói rồi, lên xe tôi đi, tôi chở cô đi, không phải ngại nhá. Cô nhìn tôi đủ chưa? Xin lỗi giám đốc, tôi không có ý gì đâu ạ. Tôi hiểu mà, cô lén quan sát tôi vì sợ tôi có ý đồ gì với cô đúng không? À, dạ, không phải đâu ạ, tôi không hề có ý đó. Nếu cô nghĩ như vậy thì cũng đúng thôi. Tự nhiên tôi lại mời cô lên xe. Trong suốt quãng đường tôi chẳng nói với cô câu gì cả. Cô căng thẳng như vậy thì cũng đúng. Nhưng cô yên tâm, cô không cần phải lo đâu. Tôi chẳng có ý đồ gì cả. Thực ra chúng ta là người có cùng hoàn cảnh với nhau đấy. Giám đốc, anh nói đùa tôi rồi. Anh là chủ của một công ty lớn, còn tôi chỉ là lao công thôi. Làm sao mà tôi và anh lại có chung hoàn cảnh với nhau được ạ? Không, tôi giống cô đấy. Tôi là một cô nhi. Giám đốc, thế hóa ra anh cũng là một cô nhi ạ? Tôi may mắn được chủ tịch công ty này nhận nuôi, cho ăn học đàng hoàng. Nếu không có ông ấy thì không biết bây giờ tôi trở thành người như thế nào nữa. Cô không biết chuyện này đúng không? Thực ra trong công ty rất ít người biết chuyện này. Kể cả chuyện chủ tịch có cả một người con ruột nữa. Thật thế ạ? Thế thì người con của chủ tịch tại sao lại không vào công ty làm việc ạ? Bởi vì người con đó đã bị mất tích rồi. Cái gì? Bao nhiêu năm nay tôi và chủ tịch cố gắng tìm lại cô ấy nhưng mà không được. Nhưng tôi nhất quyết không bỏ cuộc đâu. Tôi còn sống ngày nào chắc chắn tôi phải tìm cô ấy bằng được. Cô ấy là con gái duy nhất của chủ tịch công ty này. Cô ấy xứng đáng được hưởng những điều tốt nhất. Giám đốc, anh đúng là tốt bụng thật đấy. Thực ra ấy, đấy là nghĩa vụ của tôi. Tôi đã được chủ tịch kêu mang giúp đỡ và hưởng rất nhiều đãi ngộ mà lẽ ra con ruột chủ tịch là người được hưởng. Tôi làm như vậy cũng chỉ là điều đương nhiên thôi. Nhưng mà thật ra trong hoàn cảnh như vậy, không phải ai cũng đối xử tốt như vậy đâu ạ. Mà đến nhà cô rồi đúng không? Cảm ơn anh đã đưa tôi về nhà. Chào anh. Khoan đã.
trên tóc cô có một chút bụi này. Tôi cảm ơn anh. Cô ấy có vết bớt hình trái tim, giống hệt như con gái của bố. Nếu xét nghiệm ADN hai người trùng khớp, thì chắc chắn cô ấy là đứa con gái mà bố đang tìm rồi. Alo, bố à? Con có chuyện cần nói với bố ạ. Alo. Vâng, tôi sẽ báo cho giám đốc. Giám đốc hiện tại đang đi họp. Xong việc, tôi sẽ báo ngay ạ. Vâng, tôi biết rồi. Alo, có kết quả xét nghiệm ADN rồi ạ? Vâng, tôi sẽ đến bệnh viện ngay ạ. Hôm nay là cái ngày gì mà mệt thế nhở? Anh đang bận lắm à? Có cần em giúp gì không? Em đây à? Anh định nhờ em giúp một việc. Em có thể giúp anh đến bệnh viện lấy kết quả xét nghiệm ADN được không? Cái gì? Nhưng mà lấy kết quả xét nghiệm ADN của ai? Còn của ai nữa? Của Lan Anh với chủ tịch đấy. Chẳng hiểu sao giám đốc Tùng Anh lấy đâu ra mẫu tóc của con bé Lan Anh rồi bảo anh đi xét nghiệm. Mà anh thấy rõ ràng là cô ta và chủ tịch không hề có mối quan hệ huyết thống. Suy nghĩ của người giàu mà, mình làm sao hiểu được. Cũng đúng. Em là anh Tùng Anh ý, thì có nằm mơ nhá, em cũng không bao giờ muốn chủ tịch tìm lại được con gái của mình. Như thế có khác nào mang tài sản cho người khác đâu, đúng không? Ừ, anh cũng thấy đúng đấy. Mà anh thấy giám đốc Tùng Anh làm vậy chỉ là để lấy lòng chủ tịch thôi. Dù sao thì cũng là con nuôi, nếu mà không làm như vậy thì làm sao được. Thôi, nhắn địa chỉ cho em đi, em đi lấy cho. Vậy anh cảm ơn nhé. Tối về anh có thưởng đấy. Lo mà làm việc đi. Thế nào rồi? Kết quả thế nào rồi? Mình tự xem đi. Đúng như anh nghĩ, Lan Anh không phải là con gái của chủ tịch. Anh phải đem kết quả này cho giám đốc Tùng Anh xem mới được. Cảm ơn em nhé. Giám đốc, tôi gửi anh. Thế hóa ra cô Lan Anh này không phải là con của chủ tịch à? Theo như kết quả xét nghiệm thì ADN của hai người họ không trùng khớp. Tiếc thật đấy. Có quá nhiều điểm trùng khớp với nhau. Tôi cứ tưởng rằng đã tìm được con gái của chủ tịch rồi. Giám đốc, anh đừng buồn. Anh đã cố gắng hết mình rồi. Chủ tịch không trách anh đâu. Không phải, cậu không hiểu. Cách đây mấy hôm, tôi đã báo tin này cho chủ tịch và gọi ông ấy về đây rồi. Tôi sợ khi về nước mà nghe được tin này xong ấy, chắc ông ấy sẽ thất vọng lắm đấy. Alo. Sao ạ? Đang ở bệnh viện nào ạ? Được, tôi đến ngay ạ. Giám đốc, có chuyện gì vậy ạ? Không ổn rồi. Chủ tịch trên đường đi về đây đã bị tai nạn. Bây giờ phải đến bệnh viện gấp. Chuẩn bị xe cho tôi đi. Ôi, giám đốc, anh đi đâu mà vội vàng thế ạ? Bây giờ tôi đang có chuyện gấp. Sao thế ạ? Trên mặt của tôi có dính gì ạ? Sao giám đốc cứ nhìn chằm chằm tôi vậy ạ? Này, nghe nói cô là nhóm máu AB âm tính đúng không? Dạ vâng, sao giám đốc biết ạ? Vậy đi theo tôi. Nhưng mà giám đốc ơi, giám đốc... Cô uống nước đi. Cảm ơn anh. Đáng nhẽ tôi phải cảm ơn cô mới đúng. Nhưng có cô hiến máu nên bố tôi mới qua cơn nguy kịch đấy. Anh không cần phải cảm ơn tôi đâu. Đây là chuyện nên làm mà.
Mà tôi cũng không ngờ là bố anh và tôi lại có chung nhóm máu với nhau. Công nhận là trùng hợp thật đấy. Mà cô Lan Anh này. Sao ạ? Cô có thể cho phép tôi xét nghiệm ADN của cô được không? Sao đấy? Cả đêm qua không ngủ à? Hôm qua chủ tịch phải nằm viện, anh phải chạy vậy làm hồ sơ giấy tờ, có được nghỉ ngơi tí nào đâu. Mà tình hình chủ tịch như nào? Nghe nói là ông ấy thuộc nhóm máu hiếm, trong lúc cấp cứu ấy còn không có máu cơ mà. Nói đến chuyện này thì đúng là trùng hợp thật. Trùng hợp á? Em có nhớ con bé Lan Anh không? Nhớ, nhưng mà sao? Thì trong lúc anh và giám đốc Tùng Anh ấy đang đi tìm máu mủ của chủ tịch, mà tình cờ con bé đấy lại xuất hiện, mà nó lại có cùng nhóm máu với chủ tịch cơ. Cái gì? Đấy, nhưng mà nhá, không hiểu sao nó lại không phải là con gái của chủ tịch. Nếu mà không có kết quả xét nghiệm ADN ấy thì chắc là anh cũng không tin đâu. Thế anh Tùng Anh có nói gì không? Anh ấy có nghi ngờ gì không? Không, anh thấy giám đốc Tùng Anh vẫn bình thường mà, có nói gì đâu. Mày thế. Mày cái gì? À không, không có gì. Nhưng mà hôm nay thấy em lạ lắm. My, em có giấu anh cái gì không? Không. Em đã bảo là không có gì rồi mà, anh không tin em à? Có thật là không giấu anh gì đúng không? Em nói thật mà, ok. Anh đùa thôi, làm sao mà anh không tin em được chứ? Chỉ vớ vẩn là giỏi thôi. Tập trung vào đi, không lại muộn giờ họp bây giờ. Đi. Sao giờ này vẫn chưa có ai nhở? Đã quá giờ họp 5 phút. Chẳng nhẽ hôm nay ủy họp mà chúng ta lại không biết. Giám đốc Tùng Anh. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cuộc họp. Hôm nay tôi chỉ muốn họp với hai người thôi. Anh Kim này. Vâng. Chuyện lần trước tôi nhờ anh đi lấy kết quả xét nghiệm về đây, có đúng là tự mình anh đi lấy hay không? Vâng, đúng là chính tôi tự mình đi lấy ạ. Tôi cho anh thêm một cơ hội nữa, có đúng là mình anh tự đi lấy về hay không? Là tôi nhờ My đi lấy. Nhưng mà vấn đề này thì có làm sao không ạ? Cô My, cô không có chuyện gì nói chuyện với tôi à? Giám đốc, anh nói thế là sao ạ? Đến giờ này rồi, cô vẫn muốn hỏi tôi vì sao? Tôi lại hỏi cô câu đấy à? Đáng nhẽ cô phải biết rồi chứ. Cô tự xem đi. Em... Sao lại có thể như vậy được? Kết quả xét nghiệm ADN lần trước đã ghi rõ là Lan Anh không phải là con gái của chủ tịch. Tại sao trong này lại ghi ngược lại à? Đến bây giờ em không hiểu à? Kết quả lần trước đã bị đánh cháo rồi, kết quả đó là sai. Là ai có gan làm giả kết quả xét nghiệm ADN à? Vậy thì anh vui làm khoảng người yêu của anh. Tôi cũng đang thắc mắc, không hiểu tại sao cô lại có gan làm cái điều đấy nữa. My, có phải chính em làm giả kết quả không? Em... Cô My, tôi không gây thù chuốc oán với cô. Tại sao cô phải làm vậy với tôi? Giám đốc, em xin lỗi. Nhưng mà tại vì em vẫn còn tức chuyện lần trước với cô Lan Anh, cho nên em mới làm như thế thôi ạ. Chuyện hôm trước à? Có phải là cái chuyện cô vu oan cho Lan Anh ăn cắp tiền của cô không? Ngày hôm đấy, người tổn hại Lan Anh, và cũng chính là Lan Anh phải là người tức giận mới đúng. Cô xem. Cô vu oan rồi sử dụng cho người khác, rồi cô lại nhẫn tâm độc ác đánh trao kết quả ADN. Cô biết bởi vì việc này ấy, cuộc đời của Lan Anh sẽ thay đổi không ạ? Tôi nghĩ là cô biết. Nhưng mà cô vẫn làm. Tâm địa của cô là một người độc ác. Tôi không ngờ cô lại nhân tâm làm những điều như thế đấy, My ạ. May, ông trời có mắt. Và lúc đấy, em đã xuất hiện đúng lúc tại bệnh viện. Chứ đúng không, em và bố đã lỡ nhau mất rồi. Lan Anh, cô ta là người hãm hại em. Bây giờ em muốn xử lý cô ta như thế nào? Tùy ý em quyết định. Lan Anh, tôi xin lỗi. Tôi tức vì chuyện lần trước cho nên là tôi mới làm như thế thôi. Chứ tôi không muốn chia cắt cô và bố cô đâu. Cô tha lỗi cho tôi có được không? Nếu như mà ngày hôm đó
tôi không xuất hiện ở bệnh viện kịp lúc thì không biết bố tôi sẽ như thế nào nữa. Cái chuyện này tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cô đâu. Còn anh Tùng Anh, anh cứ xử lý đúng người đúng tội. Việc làm của cô My không thể nào nói một câu xin lỗi mà có thể bỏ qua một cách dễ dàng như vậy được ạ. Em nói đúng lắm. Sau ngày hôm nay, cô My chính sẽ bị sa thải. Và tôi cam đoan rằng tất cả toàn bộ công ty trong thành phố này sẽ không có ai tuyển dụng cô cả. Giám đốc. Cậu Kim, cô My là người yêu của cậu. Chính bởi vì hành động tác trách của cậu đã khiến cho cô My làm những cái trò ghê bẩn như thế này, cậu cũng sẽ bị sa thải. Giám đốc. Lần này chúng ta quay trở lại bệnh viện rồi. Bố em đang đợi ở đấy rồi đấy.